Chị Nguyễn mến chào toàn thể quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn. Hôm nay chị Nguyễn sẽ gửi đến quý anh chị mình một siêu phẩm nhà nằm ở trong một cái khu dân cư, nhà ở rất là đông đúc và sầm phất luôn nha quý anh chị. Thì căn nhà của mình được tọa lạc tại ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Một cái căn nhà với mức giá bán giá là rất là rẻ luôn nha quý anh chị, chưa tới 1 tỷ nữa. Thì căn này được bên chính chủ và chị chính chủ gửi bán, đang cần tiền bán nên bán gấp trong tháng nha quý anh chị, cho một cái mức giá khá là ưu đãi luôn. Từ cái đường dẫn vào nhà của mình sẽ cho mình là cái đường bê tông rộng khoảng 4 đến 5 mét, xe ô tô 4 chỗ mình di chuyển tới căn nhà. Và căn nhà của mình chỉ cách một cái đường xe tải, đường nhựa lớn chạy quý khoảng là vài chục mét thôi là mình ra tới đường nhựa lớn xe tải chạy rồi. Cái đường ngoài đó người ta gọi là đường DT14 nha quý anh chị. Đó, một cái căn nhà nằm tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh. Từ căn nhà của mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi đâu đó tầm khoảng 25 đến 30 phút thôi, rất là gần nha quý anh chị. Thì cái đường dẫn vào nhà trong đây á, dân cư ở cũng khá là đông rồi, dân cư ở rất là tấp nập luôn. Cái này là dãy nhà phố nha quý anh chị, hai bên đấu mặt với nhau. Cái đường dẫn vào nhà của mình khá là rộng rãi rồi. Trong đây thì bên đơn vị đầu tư á, người ta đã tráng bê tông nè, trước nhà thì lót gạch tàu nên rất là sạch sẽ luôn. Cái căn của mình sẽ là cái căn đầu đó. Với cái mẫu nhà của mình là ngang 4m, chạy dài vô là 8m nha quý anh chị. Được thiết kế là một trời, một lầu nó có hai phòng ngủ và một cái không gian nhà vệ sinh. Đó, được bán với mức giá đúng 720 triệu nha. Vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ để gửi và phục vụ đến cô chú anh chị mình. Cái căn này bên chị chủ đang cần tiền bán gấp nên vừa mới tăng trang lại, còn mới đạt khoảng hết 90% rồi. Chỉ cần quý anh chị mình dọn vào ở thôi, được tặng full nội thất cơ bản để phục vụ đến cô chú anh chị mình luôn. Đó, từ đây á, mình di chuyển ra trường học nè, chợ búa, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Động, Điện Máy Xanh rồi đó cô chú anh chị, thì mình đi đâu đó tầm khoảng một cây số đâu lại mình có thể bắt gặp đầy đủ luôn nha quý anh chị. Gần nhất là mình có thể đi ra chợ Long Thượng hoặc là chợ Hưng Long đó, hai cái chợ đó mình đi chợ nào cũng được, cũng rất là gặp và rất là tiện luôn nha quý anh chị. Quý anh chị mình đã xem đến đây mà cảm thấy cái căn nhà này hợp với mình, vừa túi tiền với mình á, thì cô chú anh chị mình cứ gọi trực tiếp cho chị Nguyễn qua số điện thoại chị Nguyễn có để trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo với chị Nguyễn sẽ gửi thông tin chính xác và vị trí chính xác để phục vụ đến cô chú anh chị mình luôn nha. Thì trước khi vào trong căn nhà đó là bên đơn vị chủ nhà sẽ làm cho mình hai lớp cửa bảo vệ nha cô chú và anh chị. Lớp cửa đầu tiên sẽ là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện nha. Đó, có đi những cái điểm nhấn nhìn cũng khá là sang đó. Một căn nhà nhỏ nhưng mà giá tiền nó vẫn nhỏ luôn nha cô chú và anh chị. Đó, bước vào trong nữa sẽ cho mình là một lớp cửa sofa với kính là kính cường lực luôn nên rất là dày dặn và chắc chắn. Tiến vào trong không gian phòng khách thì bên đơn vị chủ nhà sẽ để lại cho cô chú anh chị mình một bộ bàn ghế salon mini nha cô chú anh chị, nhìn cũng khá là thấy cân, rất là hợp với cái căn nhà của mình luôn. À, tường á cô chú anh chị thì bên đơn vị gia chủ á thì cũng đã ốp lát lên, tặng lên khoảng 1m4 cho gia đình mình rồi nên rất là sạch sẽ luôn. Ở trên trần là trần thạch cao nguyên khói, có bóng đèn pha lê chính giữa và đèn lon thắp sáng hết căn nhà luôn nha quý anh chị. Tường thì xung quanh thì bên đơn vị em có trang trí thêm những cái điểm nhấn là những cái bức tranh lụa nên cũng rất là sang luôn. Thì cũng tiến xuống đây thì không gian bếp thì cũng đã đầy đủ rồi, như là tủ bếp trên, tủ bếp dưới nè. Thì có bồn inox 304, mặt đá là mặt đá bát cương nha quý anh chị, về nấu nướng lau chùi cũng rất là dễ dàng, rất là thoải mái nha. Thì không gian đây sẽ tặng cho mình một cái bàn ăn tròn nhỏ. Căn nhà này chị Nguyễn thấy rất thích hợp với gia đình nào có 2 tới 4 thành viên mình ở, tại vì căn nhà của mình sẽ cho mình hai phòng ở phía trên nha quý anh chị. Ở dưới không gian tầng trệt thì sẽ cho mình là không gian khách và không gian bếp. Thì không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị chị Nguyễn sẽ đặt ở cuối dãy nhà, thì trong đây đó cũng đầy đủ tiện ích hết rồi nha quý anh chị, như là bồn cầu, bồn cửa mặt nè, giò sen, giò sạch, thì gạch thì cũng đẹp ốp tặng lên cao nên rất là sạch sẽ luôn, có quạt hút đồ cũng đầy đủ hết rồi quý anh chị ơi. Và căn nhà của mình được bán với mức giá tổng luôn á cô chú anh chị, chỉ có 720 triệu thôi, đúng 720 triệu là cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một cái căn nhà với diện tích ngang 4m, chạy dài vô là 8m, được thiết kế là một trệt một lầu, hai phòng ngủ và một cái không gian nhà vệ sinh. Mình đi về các quận huyện lân cận thì mình đi đâu đó tầm chỉ có 20 đến 25 phút thôi, rất là gần và là thuận tiện luôn. Vào mức giá tổng thì chỉ có 720 triệu thôi, với pháp lý là mình có thể đi công chứng thừa phát lại nha quý anh chị. Đó, và lối đi lên tầng trên á thì trước khi lên là bên đơn vị chị Nguyễn có làm cho mình một bức tranh nhìn khá là sang nha quý anh chị. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha.
Và đây là cái tầng trên của gia đình mình thiết kế cho mình hai phòng nha quý anh chị. Toàn bộ cửa của mình sẽ cho mình là cửa nhôm xung pha hết luôn nha quý anh chị, với kính là kính cường lực nên rất là dày dặn và chắc chắn nha. Đây là cái phòng đầu tiên, ở đây thì cũng đầy đủ tiện nghi như là đèn ngủ và dây chờ máy lạnh, đèn lo đầy đủ hết rồi, thắp sáng hết căn nhà luôn. Cái căn nhà bán với mức giá 720 triệu là quá trời rẻ rồi. Hãy nhanh tay trực tiếp gọi cho chị Nguyễn qua số điện thoại chị Nguyễn có để trên màn hình. Với pháp lý của mình thì mình đi công chứng quy bằng nha cô chú anh chị ở văn phòng thì phát lại. Và đây là cái phòng thứ hai ở trên lầu. Đó, ở trên đây sẽ cho mình là cái phòng này sẽ có không gian cửa sổ và một cái ban công nhỏ phía trước nhà. Mình ra đây thì mình có thể nhìn ngắm vật cảnh xung quanh nha quý anh chị. Ở khu đây thì dân cư ở khá là đông, ở full hết rồi. Về cô chú anh chị mình có ở cũng không có sợ buồn. Ở đây thì đường xá thì ô tô 4 chỗ, 7 chỗ mình di chuyển tới căn nhà luôn nha quý anh chị. Nên cái đường xá thì cô chú khỏi chê rồi. Ở đây mình di chuyển về các quận huyện lân cận á, mình đi cũng khá là gần nha quý anh chị. Với diện tích nhà là ngang 4m, chạy dài vô 8m. Thì hai phòng ngủ thì rất thích hợp cho gia đình nào có thành viên từ 2 đến 4 người mình ở nha quý anh chị. Giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn tiến xuống không gian tầng dưới, chị Nguyễn sẽ nói là giá và vị trí chính xác để phục vụ đến cô chú. Nãy giờ thì cô chú anh chị mình cũng lấy được bên đơn vị chị Nguyễn quay sơ cái đường đi và cái không gian từ không gian tầng trệt lên tới trên lầu rồi. Thì chị Nguyễn xin nhắc lại là nhà của mình với diện tích là ngang 4m, chạy dài vô là 8m nha quý anh chị. Với thiết kế là một trệt một lầu, nó có hai phòng ngủ và một cái không gian nhà vệ sinh. Và căn nhà của mình sẽ cho mình là một cái hướng bắc nên rất thích hợp với gia đình nào đang cần tìm nhà hướng bắc để mình mua ở hoặc là mình mua đầu tư kinh doanh bao xin lời luôn. Thì với pháp lý là mình có thể đi công chứng quy bằng ngay ra văn phòng thường phát lại nha quý anh chị. Thì đường trước nhà như quý anh chị mình có xem trước màn hình đó, đường trước nhà rộng khoảng 4m rồi, rất là sạch sẽ. Ở trong đây thì bên đơn vị đầu tư người ta sẽ lót cho mình gạch tàu nha quý anh chị. Và căn nhà của mình được bán với mức giá tổng luôn chỉ có 720 triệu thôi, vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ để phục vụ đến cô chú anh chị mình nha. Thì xem đến đây quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến cô chú anh chị mình. Để mỗi một lượt đăng ký kênh là mỗi một cái động lực để chị Nguyễn đi săn những mẫu nhà giá rẻ để quay review để cho cô chú anh chị mình xem tham khảo nha cô chú và anh chị. Thì xem đến đây chị Nguyễn cũng xin kết thúc video tại đây. Chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo.